Lê Thảo Nhi, thành phố Hồ Chí Minh. Chị muốn hỏi Thảo Nhi Lê có một câu rất là thú vị mà chị em ghi ở đây. Đó là câu em nằm trong hội Rikit Việt. Thì trong hội Rikit của mình có gì vui không em? Thì 3 năm trước em về Việt Nam thì em cũng được nhà báo và media ở Việt Nam cũng chắc là ưu ái em rất nhiều. Thì mọi người đâu gọi em là Rikit. Em không biết là lý do đến từ đâu. Thì lúc em nhỏ thì bố mẹ em cũng và em sống một quê rất là nhỏ ở bên Đức. Bố mẹ em làm việc rất chăm chỉ để có thể có đủ tiền để cho em một cuộc sống rất là tốt. 3 năm nay cố gắng làm việc rất chăm chỉ để em có thể xây dựng một sự nghiệp riêng của bản thân em. Đến ngày hôm nay, em 27 tuổi, em là một người rich woman. Dạ, em cảm ơn. Hôm nay cũng rất là nhiều cảm xúc. Em được chia sẻ về cuộc sống của em và cũng lần đầu tiên em được nói những gì mà em không được nói trước đây. Please share your opinion about leader as a woman. Okay, I think like the topic leadership as a woman is one of the topics I really love because myself, I'm a leader. I'm a boss girl and that's why today I'm wearing the suit to represent boss woman. And for me to be a leader as a woman, you have to decide with your heart. You have to connect with people. You have to listen to what people want to do and support them every day. And this is what I do every day with my team. I feel like as a woman, we are so powerful to lead the world. Với tư cách là một người phụ nữ, những gì mà em chia sẻ đang rất là truyền cảm hứng. Có thể là chiều cao của em hạn chế, nhưng mà chiều cao không nói là điều gì cả trong khi em quá tuyệt vời. Chính vì điều đó mà chị muốn cho em một cái in top 70. Em... Nào. Em... Thế chị đang cho em vào top 70 hả? nghe quá sợ. Em xứng đáng một vé vào thẳng top 70. Em không ngờ luôn là hôm nay chính là chị Võ Hoàng Yến đã giao cho em cái thẻ màu vàng đó. Nó cho em một động lực rất là mạnh để em có thể em phấn đấu và chiến tốt hơn. Không bình luận, cảm ơn chị. Oh, congratulations. Em sẽ cố gắng hết mình tại vì em muốn làm cho chị Võ Hoàng Yến, ban giám khảo và gia đình của em và bạn bè của em và mọi người tự hào vì em. Em sẽ cố gắng hết mình để làm tốt nhất có thể. Lê Thảo Nhi, số danh 311. Xin chào Việt Nam. Từ đầu tiên mà lúc mà nhỏ học không phải là từ papa hay là mama mà từ bố và mẹ và tiếng Việt Nam. Dù Nhi sinh ra ở bên Đức nhưng Nhi không bao giờ quên là Nhi là một cô gái Việt Nam. Và đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Nhi không đến đây để Nhi cạnh tranh hay là chiến thắng với những cô gái khác. Nhi đến đây vì Nhi muốn mang một hình ảnh của một phụ nữ Việt Nam tự tin, dám sống, dám theo đuổi đam mê và chăm chỉ làm việc. Và hôm nay Nhi đứng đây, Nhi có thể tự tin nói và tự hào nói Nhi là một Vina Woman. Còn bây giờ là thí sinh mang số báo danh 311, Lê Thảo Nhi. Quả thật lúc này đây, tất cả chúng ta đều đang rất hồi hộp để chờ đón cái tên tiếp theo khi giành vào top 10. Xin được gọi tên Lê Thảo Nhi, số báo danh 311. Bản thân Nhi thì có một câu nói rất là thích của Viola Davis. Chị nói là when women support each other, incredible things happen. Khi phụ nữ mà ủng hộ nhau, những điều tuyệt vời có thể xảy ra. Bao nhiêu năm vừa rồi, Nhi cũng luôn cố gắng truyền cảm hứng cho những phụ nữ trẻ trên mạng xã hội vì cái chủ đề nữ quyền. Tại vì Nhi luôn mong muốn là phụ nữ mình có thể yêu bản thân mình nhiều hơn, tự tin bản thân mình nhiều hơn và mình có thể làm được rất là nhiều điều tuyệt vời. Và bây giờ là thí sinh Lê Thảo Nhi,
Sống Mơ Xanh 311 cùng tới từ thành phố Hồ Chí Minh. Thảo Nhi hiện nay đang là một doanh nhân và là nhà sáng tạo nội dung. Vào top 5 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Và cùng chúc mừng cho thí sinh Lê Thảo Nhi. Số nhân 311. You have made it. Congratulations. Nếu trở thành nguyên thủ quốc gia, điều đầu tiên bạn sẽ làm trong nhiệm kỳ là gì? If you became a national leader, what would be the first thing you do in your tenure? Bạn sẽ trả lời bằng phương án nào? Em xin trả lời song ngữ. 90 giây của bạn bắt đầu. Anh cầm à? Em nghĩ là bây giờ, trong thế kỷ bây giờ thì rất là nhiều người trẻ có vấn đề về tâm lý. Cái đấy là cái sự quan trọng nhất mà mình phải chú ý vào, quan tâm những người trẻ và quan tâm đến những tâm lý của những người trẻ. Vì nếu mà tâm lý của những người bạn đó sẽ tốt hơn thì thế giới sẽ tốt hơn. Xin trả lời tiếng Anh. Okay. I think if I would be a big position in the government, I would choose education and mental health because I believe that many young people right now are facing a lot of problems with their mental health. If you can overcome and support young people to overcome their insecurities and their fears, they become better person and they can help and shape the future to be a better place. Thank you. Congratulations. Xin được cảm ơn Lê Thảo Nhi. Cảm ơn bạn. Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Lê Thảo Nhi. Số nhân 311. Congratulations girl. 5 năm trước, Nhi là một người học sinh đi đại học bình thường thôi. Và 5 năm sau là hiện tại, Nhi là một người đã đạt được đam mê mà Nhi mong muốn rồi. Nhi làm được tất cả những gì mà Nhi mong muốn. Vì Nhi luôn luôn tự tin, luôn luôn theo đuổi những gì mình mong muốn và không bao giờ bỏ cuộc. Và 5 năm tới, Nhi sẽ vẫn làm những điều gì Nhi bây giờ đang làm. Truyền cảm hứng cho những người phụ nữ trẻ để luôn luôn sống tích cực, tự tin và độc lập. Five years ago, I was just a normal student. I had not too much. 5 years later, now, I reached my dream. I have my dream job as an influencer. I have my own fashion brand. And I'm inspiring so many young women out there. And 5 years later, I gonna keep doing what I'm keeping now, inspiring women to be themselves, to love themselves, and to spread positive energy. Because we women, we are strong together. Vina. I love you. Vina woman. Thank you. Xin được cảm ơn Lê Thảo Nhi. Cảm ơn bạn. Thank you.